Xin kính chào quý vị và các bạn. Những chuyến đi giữa thiên nhiên kỳ vĩ, lang thang khắp nơi trên thế giới, từ vùng Viễn Đông Nga cho tới mũi Hảo Vọng, lái xe rong ruổi xuyên châu Âu, châu Úc hay là bay trực thăng trên những cánh rừng cổ thụ ở lục địa già châu Phi. Chắc hẳn là nhiều người trong số quý vị mơ ước trong cuộc đời của mình ít nhiều sẽ được trải nghiệm trong những hành trình như vậy. Với nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, đó là những chuyến đi thường xuyên trong nhiều năm qua, có điểm chung đặc biệt trong những điểm đến được anh lựa chọn, đó thường là những địa danh ít người đặt chân tới và những nơi có cảnh quan tự nhiên kỳ vĩ hẳn là có nguyên nhân riêng của nó và nhà báo Đỗ Doãn Hoàng hôm nay sẽ cùng chia sẻ rõ hơn trong chương trình góc nhìn của VTC1 à, xin cảm ơn nhà báo Đỗ Doãn Hoàng đã nhận lời mời tham gia chương trình. Rồi xin chào. cá nhân tôi cũng như là độc giả thì luôn luôn quen biết những cái phóng sự của anh ghi dấu ấn đậm nét trong những cái chuyến lan lộn ở những vùng dẻo cao và những cái nơi mà rất là xa xôi hẻo lánh đúng không ạ? <laughs> à? Nhưng bây giờ thì những chuyến đi của anh lại không chỉ ở trong Việt Nam nữa mà anh lại lang thang ra khỏi cả lãnh thổ Việt Nam. Vì sao lại có sự biến chuyển như vậy? Có những cái lý do nó rất là đơn giản và nó cũng rất là đời người thôi. Ví dụ như tôi phải khám phá hết cái làng của tôi thì tôi mới về Hà Nội. Tôi nhớ là năm 2000 tôi đã đi hết các tỉnh thành của Việt Nam rồi thì tôi muốn mở ra thế giới, nó cũng bình thường thôi, à, khó mà làm ngược lại được lắm. Cái thứ hai nữa là cũng phải đến cái tuổi nào đó thì mới có điều kiện các đơn vị trong nước mời hoặc là đến uy tín nào đó thì mình cũng mới được tháp tùng nguyên thủ đi nước ngoài để tác nghiệp, đúng không ạ? À, hoặc là đến tuổi nào đó thì bạn cũng có mới đủ kinh phí để có thể bay khắp thế giới được, đúng không ạ? Có rất nhiều lý do, nhưng quả thật là tất cả bao trùm lên những lý do đấy là cái tình yêu thiên nhiên, yêu các cái văn hóa tộc người, các cái phong tục tập quán tôi có gọi chung là yêu tất cả các cái sắc thái của vỏ trái đất khác hẳn với những cái xì tay có thể là thích nơi phồn hoa đô hội chẳng hạn và những cái nơi mà nhà báo đỗ xuân hoàng đến thì tôi thường thấy là đều là những nơi hoang vắng và rất ít người để tâm tới à, tại sao anh lại có cái sự lựa chọn cá biệt như thế tôi thì tôi đi vì vì bản thân tôi tôi muốn khám phá thiên nhiên thật sự và tôi thích ở đâu thì tôi đi thôi có những chỗ nó có tour thì tôi mua tour rất là bình thường như một du khách bình thường nhưng tôi ở lại tôi khám phá thêm hoặc là có chỗ mà không có ai thiết kế tour cả thì tôi tìm cách tôi đến À, bạn có nói rất nhiều nơi tôi đã đến Nhưng có một nơi mà tôi rất là thích mà bạn chưa nói Đấy dạ. là Xung quanh cái nóc nhà Và cái xương sống của thế giới Đấy là Himalaya và Everest 8.850m so với mực nước biển Là nóc nhà của toàn bộ thế giới Thì ở đấy ấy, Có mấy quốc gia viền quanh Cái nóc nhà thế giới đó Thì tôi đi hết rồi Cái vẻ đẹp của nó rất là riêng Những cái dãy núi tuyết Những dãy phải dùng từ chính xác gọi là tuyết sơn vĩnh cửu là từ ngày khai thiên lập địa đến giờ chưa bao giờ không băng giá, không không tuyết đóng cả. Thế thì ở những cái đấy cái cái vẻ đẹp của nó lạ lắm và đúng là dành cả đời khám phá không hết. Nhưng rõ ràng là ngoài những cái giá trị về chiều sâu văn hóa, về tôn giáo, tộc người vân vân thì riêng cái về giá trị về thiên nhiên đã mang lại uh, cho anh những cái góc nhìn khác về cuộc sống không ạ? À, trong tất cả các cái loại các cái thứ mà liên quan đến lòng nhân ái trên thế giới này, trong loài người thì cái nhân ái với thiên nhiên tôi nghĩ là cực kỳ quan trọng bạn rất là khó để bạn yêu con người một cách toàn diện nếu mà bạn không yêu cây cỏ. Bởi vì là cái cái sự hình thành nhân cách của một con người là nó có sự chi phối của thiên nhiên ở đấy. Thì tôi cứ chìm đắm với thiên nhiên như vậy thôi. Thiên nhiên nó bảo bọc nó là bà mẹ mà con người chỉ là những đứa con sống ở trong đó thôi. Trái đất cứ quay và từ cái thủa gọi là ông đùng bà đoàng làm lên cái cái trái đất này theo cái quan niệm người Việt Nam hay là cái hoạt động tạo sơn phun của núi lửa chẳng hạn thì nó ra rất nhiều cái sắc thái ví dụ chúng ta sống ở một cái vùng nhiệt đới thì chúng ta có một cái văn hóa của những cái người sống ở vùng nhiệt đới tức là cái thổ nhưỡng tức là cái núi non cái khí hậu nó dần dần nó chi phối cái văn hóa và nó thậm chí nó chi phối cả chiều cao và sức khỏe của con người cơ mà những cái ngày tôi ở châu phi chẳng hạn chiều đến thì những chị báo hoa ngồi eo ót ngồi bên bờ suối hoàn toàn hoang dã không khéo mà không tôi mà ra khỏi những chiếc xe uh, bọc kín bằng 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 cái ô mắt cáo bảo vệ thì nó ăn thịt tôi cũng nên nhưng mà ngồi ngồi trong đấy thì thấy nàng rất là lãng mạn trông như một người phụ nữ uh, thân thể gọn gàng eo ót ngồi nắm cảnh trong một cái bữa, buổi chiều bờ hồ trong một buổi chiều hoàng hôn hay là sáng ra thì thấy có người cứ gõ cửa cục 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 cái cửa kính của khách sạn khách sạn ở trên cây trên cây cao lắm, nó khoảng độ 3 mét so với dưới ra nơi thì thấy một đôi mắt rất to mở tròn lông mi cong và gạt những cái xương đêm nó phủ lên cái kính và nhìn mình mình cứ mơ màng mình trong một cái mộng mị mình cứ nghĩ là người yêu đến thăm bạn có biết là ai con hiêu cao cổ nàng đến nàng ừ. dùng lưỡi liếm vào những cái tấm kính đấy để cho nó hết xương đi và sau tò mò nhìn vào trong ấy và sau đến lúc buổi chiều chúng tôi đến ấy, thì hiêu cao cổ cứ xoắn cổ vào nhau và hôn nhau lúc bọn tôi đến là phật phật phật, phật mở ra như cái quẩy ra bắt đầu chạy khật khật như những vũ nữ chúng tôi sống ở đấy chúng tôi bắt đầu thấy thật sự là thiên nhiên nó thấm vào mình tôi vừa đọc được ở trên một tờ báo xuất bản gần đây và cả những ấn phẩm Xuân đã xong rồi của báo Lao động đúng không ạ? có những cái chuyến đi mới nhất của anh ở Châu Âu và anh đã để lại được cho độc giả rất là nhiều kỷ niệm tuy nhiên có thể có những người chưa đọc được những bài báo anh viết thì hôm nay anh có thể kể với khán giả của VTC1 đang theo dõi chương trình này những cái điều mà động lại nhất trong anh trong cái chuyến đi du hành Châu Âu vừa rồi của anh bằng ô tô tôi muốn khám phá thế giới không phải bằng ngồi trên máy bay mà mình tự lái xe Mình uh, dựng lều mình ngủ trong núi tuyết Mình sống với người bản địa ra thế nào Chúng tôi đi xuyên lục địa Chúng tôi sống ở trên núi tuyết Thậm chí đến các cái vùng lưỡi quỷ là đi nhiều ngày Đi bộ Sau đó dựng lều ngủ Mà tôi nghĩ là nửa đêm dậy Cố rũ mình xem như của con gà trong nước Rũ mình xem liệu mình đã đóng băng chưa mà vì tôi cũng cố vận động nửa đêm Các anh bạn ngủ cùng lều có bảo Ông cũng bị tâm thần đúng không đấy Nửa đêm mà ông cũng bạch bành bạch, bạch cái này bảo tôi tôi sợ tôi đóng băng mất rồi ông ạ vì nó rét quá mà chúng tôi mang rất nhiều thiết bị à, gần dần cái 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 văn hóa của cái vùng bắc âu ấy, nó gọi là văn hóa sống ở ngoài trời văn hóa của họ nó thấm vào tôi họ nói là thế này không có núi tuyết khác biệt không có nơi nóng quá mà chết người chỉ có sự dại dột của bạn là bạn không mặc đủ ấm hoặc bạn không có đủ thiết bị để chống nóng tức là thiên nhiên lúc nào cũng bao bọc bạn kể cả âm 40 độ đi nữa bạn luôn đủ ấm nếu bạn mang đủ thiết bị không có nơi nào rét quá chỉ có nơi bạn không đủ áo ấm thế là họ luôn luôn phải sống ngoài trời. cái bài mới nhất của tôi báo lao động hôm nay đăng báo tết là các cái tập đoàn lớn ở Bắc Âu ấy, họ tổ chức họp ở ngoài bờ hồ, họ tổ chức hàng ngày cho người ta đi ra ngoài để nghỉ chứ không bao giờ gói gọn mình trong cái văn phòng cả. họ cho người ta một niềm tin là thiên nhiên bao bọc họ và trong lành và nuôi dưỡng họ và sự thật đi ở đấy thì không bao giờ thấy có bụi trên quần áo của mình cả và ở đấy ấy, ở chỗ nào cũng có thể dựng lều ngủ có mấy yêu cầu là bạn có thể đạt được là bạn dựng lều được. Một là bạn cách cái nhà của bất kỳ người dân nào 100 m. Hai là bạn đừng tàn sát thiên nhiên muông thú và đừng gây tiếng ồn hay là xả rác làm bẩn môi trường và bẩn những người xung quanh. Thế thôi, có bạn dựng đậu được thì chúng tôi cứ đi đường cao tốc thậm chí người ta cắm rất nhiều cái biển camping thế là dựng lều là là xuống đấy dựng lều. Xung quanh thậm chí người ta còn thu phí. Xung quanh là tự nhiên ô tô đi đến là người ta có một cái camera là nó kêu tích một cái là biển số của anh đã được ghi lại và tài khoản của Đỗ đoàn hàng đấy bị trừ mất 100 000 vì vào camping ấy cắm trại ngủ nhờ dùng nước nóng các thứ và một cuộc sống nó dạy cho mình là thiên nhiên cần phải bảo vệ thiên nhiên. Chúng tôi đi dọc đông Âu rồi thì đi các cái vùng nó nằm giữa châu Âu với châu Á. Nó thật sự là nó làm cho mình khát khao nếu như tất cả mọi người đều đứng về phía thiên nhiên, nhân ái với thiên nhiên thì thiên nhiên sẽ trả ơn cho mình. Chúng ta tỏ ra là đất lành là chim đã đậu rồi chứ chưa kể chúng ta lành thật vườn quốc gia quốc phương là cái vườn quốc gia đầu tiên của việt nam được thành lập và được bảo tồn suốt từ ngày đến giờ nhưng bây giờ bạn vào như cùng lắm nhìn thấy mấy con bướm bay lạt chạt chim cũng hiếm người ta còn nói một cái câu rất đau đớn là bạn đi vào rừng bảo tồn và vườn quốc gia bạn không nhìn thấy thú nhưng bạn có một nơi bạn luôn nhìn thấy thú đấy là các cái tủ lạnh ở cổng vườn trong nhà hàng chính ở trong những khu vực bảo tồn là nơi dễ tổn thương nhất ở góc độ uh, thiên nhiên thì cá nhân anh góc nhìn của một nhà báo thì anh thấy nhận định thế như nào có đúng không? Đúng thế. À, tại sao nó dễ tổn thương? Vì thợ săn, lâm tặc, và chặt gỗ thì phải vào chỗ có nhiều gỗ chứ, thợ săn thì vào chỗ có nhiều thú chứ, mà chỗ có nhiều thú thì nhất Việt Nam là khu bảo tồn, nhất nữa là khu bảo tồn đặc biệt, khu bảo tồn của ASEAN hay là di sản thiên nhiên thế giới đúng không ạ? thì khó cứ vào đấy thôi. Nếu như kiểm lâm không làm chặt nếu như công an chính quyền không làm chặt thì dĩ nhiên sẽ bị tàn sát thiên nhiên sẽ bị tàn sát người ta bầu chọn việt nam là một trong những thị trường cuối cùng tàn sát thiên nhiên tức là ăn uống thiên nhiên thì thị trường cuối cùng lớn nhất thế giới một trong nhé và nếu tìm được hai điểm nóng nhất của thế giới liên quan đến việc tàn sát động vật hoang dã và sử dụng các sản phẩm động vật hoang dã thì chắc chắn không thiếu được ông việt nam với ông trung quốc và một điều rất xấu hổ là người ta thường xuyên mời tôi sang châu phi để nói về thực trạng ở việt nam bởi vì người Việt Nam đã sử dụng sản phẩm từ động vật hoang dã, kích cầu cho cái thị trường giết động vật hoang dã mang về Việt Nam. Cho nên chúng tôi muốn mời cái người từ thị trường đấy đến để về nói chuyện với người dân ở đó. Là để về ông nói với lại các chương trình của ông đấy chứ, ông nói với các bài báo của ông đấy chứ. Cho nên có vinh dự gì đâu bạn. Nhiều khi rất xấu hổ. Tại sao chúng ta chỉ có 93 triệu dân mà chúng ta lại đứng đầu một trong những người đứng trong top đầu thế giới, một trong những dân tộc, một trong những quốc gia đứng đầu thế giới về tàn sát thiên nhiên sử dụng cho các cái mục đích một cái tiêu ích kỷ của mình. Và tôi còn nhấn mạnh là mù quáng nhé Người Mỹ người ta văn minh như thế, người châu Âu người ta văn minh như thế, người ta có sử dụng sừng tê giác hay cao hổ đâu. Người ta phân tích được từng ly từng tí một, người ta nói mãi là sừng tê giác không có cái gì rồi. Mà tôi cũng không lừa đâu ạ. Tôi biết chắc là không có cái gì, vì chúng tôi có cả các cái tài liệu khoa học nhưng người ta vẫn mù quáng. Thì cái đấy là một sự xấu hổ, không phải là ai cũng có thể thay đổi tư duy được trong ngày một ngày hai đúng không ạ? Vậy từ câu chuyện bảo tồn thiên nhiên ở châu Phi Uh, một uh, lục địa già mà có thể nói là đời sống của người dân ở bên đó chưa chắc đã không khá hơn Việt Nam đâu. Nhưng Việt Nam mình thì nói rằng là bây giờ mình tàn phá thiên nhiên uh, là đổ tại cái nghèo. Nhưng bên đấy thì người ta cũng nghèo, tại sao người ta vẫn bảo tồn được? Anh có uh, một cái uh, cái cách nhìn khác không ạ? Tức là xuất phát điểm thì Thượng Đế ban cho loài người trong tất cả các cái phần lục địa trên thế giới là bằng bình đẳng với nhau về rừng, về con vật, về thiên nhiên. Nhưng ông nào phàm ăn, ông nào làm bệnh ông nào phung phí thì ông ấy hết chứ đừng nói là châu phi họ giàu có sum xê hơn chúng ta họ có điều kiện để bảo vệ thứ nhất là thiên nhiên khi họ giữ gì được đã ra tiền cho bạn nên nhớ rằng một hai ba nghìn đô la một đêm bạn ở trong các cái resort các cái safari tức là các cái khu bảo tồn đó bạn được cho ăn cho uống cho lên trực thăng ngắm cảnh cho đi vào rừng sống với hàng trăm con sư tử nai không có hổ ở châu phi không có hổ báo hoa giác châu rừng, tức là họ làm dịch vụ và ra tiền. Tất nhiên không phải là thấy lợi thì mới bảo tồn, nhưng mà nếu mà vừa làm bảo tồn vừa có lợi cho người dân, có sinh kế cho người dân thì tuyệt vời. Quả thật là thiên nhiên của họ, cái xuất phát điểm của họ là họ bảo bảo vệ trước chúng ta, cái khu bảo tồn thiên nhiên đầu tiên của Nam Phi. Nó được thành lập năm 1898. Bạn thấy rất xa xưa không ạ? Và nó mang tên một vị tổng thống của Nam Phi tức là người ta trân trọng đến mức đấy họ bảo tồn từ lúc nó còn nguyên thì chúng ta đã không làm cái việc đó mấy chục năm trước những đàn voi đi từ lào sang việt nam nó đi đến đâu là tạo thành đường mòn đến đấy có đến 300 con đi một lúc sách sách sử viết rõ và những người đi khai phá tây bắc ngày xưa đi dạy học tây bắc vẫn còn giữ nguyên ký ức vậy hoàn toàn không phải là chúng ta ít con vật hơn họ mà chúng ta bảo tồn sau họ À vâng và tiếp tục câu chuyện về sống hài hòa với thiên nhiên và tôi cũng xin chia sẻ thêm cùng với quý vị khán giả là trong nhiều năm qua nhà báo đỗ doãn hoàng đã tự đặt lên vai mình trách nhiệm bảo vệ tự nhiên và bằng những nỗ lực không biết mệt mỏi nhiều bài điều tra công phu đã được công bố và không ít hành vi xâm hại rừng và động vật hoang dã đã bị ngăn chặn nhưng điều lớn lao hơn mà anh và nhiều người khác đang muốn thực hiện đó là gieo hạt mầm tình yêu cỏ cây hoa lá trong mỗi con người con con này. Người thanh niên này có thể đứng vài giờ và say mê kể chuyện về loài gấu. Tốt nghiệp ngành học kinh tế và ngoại ngữ, nhưng cuối cùng anh đã lựa chọn đến làm việc tại trung tâm cứu hộ gấu vườn quốc gia Tam Đảo. À năm 2010 là mình cùng đi một đoàn à, còn là tham quan du lịch với cả anh trai mình. Thì đấy thì mình đã à, hiểu thêm về hoàn cảnh của loài gấu ở Việt Nam và thấy được cái công tác cứu hộ gấu ở đây thì mình thực sự là rất là có rất là thích. Cũng giống như Tiến, hầu hết những người gắn bó với nơi này đều có dịp trực tiếp trải nghiệm việc chăm sóc, giải cứu những cá thể gấu. Đây là công việc đòi hỏi sự nhẫn nại, kiên trì dù mức thu nhập thấp, nhưng những người như Tiến đều muốn gắn bó với công việc này và coi đó là niềm hạnh phúc. Trước đây mình còn không biết là có cái việc như thế này. Nhưng mà khi đã bắt đầu làm việc thì mình thực sự là cảm thấy không việc mình có thể cống hiến hết cả sức mình, thậm chí là cả cuộc đời mình cho công việc này. Chiếc container này từng là nơi nuôi nhốt 19 cá thể gấu. Mỗi cá thể gấu được nuôi thả tại đây đến từ những địa điểm khác nhau. Thế nhưng hoàn cảnh chung của chúng là đều bị ngược đãi và hành hạ dã man. Điều đó đã chạm vào cảm xúc của nhiều người để họ quyết định lựa chọn làm việc tại đây. Có một cái cá thể gấu tên là Raspberry khi về đây được một thời gian ngắn thôi thì bạn ấy không qua khỏi túi mật của bạn đã bị ung thư và có rất là nhiều cái tạp chất rồi mủ. Chúng ta đã có những cái đối xử không tốt với những con gấu này ấy. Nhưng mà sau một thời gian dài á thì hầu như con gấu này nó hầu như nó quên đi, nó sẵn sàng dạng như là là không mang lại những cái 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 những như là những cái tức giận đối với con người nữa. Nhiều chương trình giáo dục tuyên truyền cho thế hệ trẻ về vai trò trách nhiệm của mình với thiên nhiên môi trường cũng được tổ chức cùng với hoạt động giải cứu. Những cá thể gấu này đã dần quên được quá khứ của mình để trở lại với cuộc sống giữa tự nhiên. Thưa nhà báo Đoàn Hoàng, thực ra thì theo dõi trang cá nhân cũng như là những cái bài viết của anh đăng ở trên báo ấy thì tôi thấy có nhiều câu chuyện nó ám ảnh cá nhân tôi bởi vì là ngay cả cá nhân anh thì anh cũng có những ám ảnh về con cu li ở mường khương và nó làm anh cảm thấy có tội lỗi gì đó tôi đã nuôi những cái con vật đấy từ cái lúc mà tôi nghĩ rằng là mình có thể bảo bọc nó khi mà nó đang bị giết thịt nhưng cái sự nuôi của tôi cũng chính là cái sự giết nó bởi vì con vật nó cần thiên nhiên nó cần cái cuộc sống bầy đàn của nó chứ nó không sống được lâu với con người và bằng chứng là cả hai mẹ con nó đều chết thế thì à, sau này à, tôi tiến hành những cái bài điều tra và chúng tôi Uh, kết hợp với một số cái tổ chức uh, chúng tôi tôi rất là nỗ lực trong cái việc uh, lập những cái đường dây nóng để giải cứu các cái con vật bị nuôi nhốt trái phép Thế như tôi có thể đi xuyên nước Lào đi sang Campuchia đi sang Nam Phi đi sang Mozambique đi sang tất cả những cái thị trường nóng nhất để chúng tôi điều tra và xuyên nước Việt Nam thì các cái tổ chức thậm chí họ đài thọ chúng tôi để đi làm tức là họ họ thấy rằng chúng tôi có thể uh, chung vai cùng gánh vác cái chuyện đấy. À, cách đây khoảng chục năm hơn chục năm thì chúng tôi tôi là một trong những thành viên sáng lập ra cái tổ chức nhà báo bảo vệ môi trường sau đó thì khi chúng tôi đi làm các cái đề tài của mình ấy mà thì bắt đầu dần dần nó ngấm vào trong mình là mình mình hiểu rằng là mình phải có trách nhiệm chúng tôi xâm nhập vào những cái hang ổ mà họ huấn luyện các cái người đi săn trộm ấy, giống như như là những chiến binh thật sự ấy, dùng súng máy đi trực thăng và sẵn sàng bắn giết chúng tôi xâm nhập vào những cái ổ mà họ gắn chip vào trong người chúng tôi bởi vì chúng tôi đóng giả là thương nhân đi mua sừng tê giác thì có những vụ mà tôi về mà khi tôi bị lộ họ nhận ra tôi là người Việt Nam không phải là người đi mua vì một cái lý do nào đó tôi nhận ra tôi là một nhà báo thì tôi không bao giờ dám viết bài về cái chuyện đấy nữa bởi vì tôi có thể bị giết bởi vì giá một cái sừng tê giác ở chợ đen nó là 50.000 đô la nhưng mà chúng tôi điều tra qua có thể 5-6 năm sau thì tất cả các đường dây đã bị bắt và lúc bị bắt thì người ta cũng không, không công bố là có chiến công của tôi nhưng mà thật sự tôi rất là xúc động bởi vì mình đã đóng góp được một cái gì đó có những đối tượng khi bị bắt nó đang giết hàng chục con tê giác, nó đang nấu cao mấy chục con sư tử. Tôi có xuất một bản một cuốn sách, ở trong đó có cái câu là mắt có thấy thì lòng mới đau. Nếu mà bạn chưa thực sự sống với thiên nhiên, thì bạn sẽ thấy cái việc tôi xả thân với thiên nhiên ấy, nó là cái việc ngớ ngẩn hoặc tôi muốn trình diễn, muốn ra vẻ hoặc là muốn lợi lợi dụng một cái gì đó, đúng không? ạ? Nhưng bạn phải sống thật. Nó giống như bạn gắn bó với con bạn ấy, và bạn có một tình yêu thật. Một năm chúng tôi gửi không biết bao nhiêu hồ sơ cho cơ quan công an, cảnh sát môi trường và cơ quan uh, kiểm lâm để đi bắt các đối tượng chúng tôi làm thật sự quyết liệt và rất muốn những cái nỗ lực của mình góp phần thay đổi thực tế uh, theo chiều hiệu hướng tốt hơn chúng tôi cũng rất muốn góp vào cái luật bảo vệ trừ rừng cái luật bảo vệ động vật hoang dã và cái luật hình sự trong cái phần đó và các cái tổ chức quốc tế mà chúng tôi có hợp tác ấy, là họ trực tiếp đấu tranh từng câu từng chữ trong luật và trực tiếp thậm chí có những cái người bạn tôi mà hàng tuần là ký công văn gửi cho thủ tướng vì họ với tư cách là một tổ chức của việt nam hoạt động có trách nhiệm bảo vệ môi trường mà tôi định nói rằng với tất cả những cái nỗ lực của mình dù là góc độ là nhà báo đi điều tra dù là một công dân đi tố cáo cái xấu hay là dù là một người làm cho các cái tổ chức bảo vệ môi trường uh, có cái tiếng nói hay là người uh, cầm trịch các cái tổ chức báo chí có thể làm những cái việc đúng được luật pháp cho phép để bảo vệ bằng được cái thiên nhiên của mình nếu như đảm bảo là không có người đi bẫy chim đi săn chim đi lưới bắt chim đi dùng nhựa mít dính chim <laughs> thì nhá thì tôi nghĩ rằng chim rồi nó cũng đậu vào tay người giống như ấn độ mà giống như nepal thôi mà chúng tôi đi giơ tay này là chim đậu vào tay sóc bò lên tay mà có đơn giản thôi người ta không bắt nó là nó sống thôi mà chúng ta hoàn toàn có thể phục hồi được nó nếu chúng ta thật sự tôn trọng thiên nhiên và có phương pháp để phục hồi chứ không phải là chúng ta không còn gì để giữ mà mà tuyệt vọng đâu ạ chúng ta nhìn lại thì chúng ta thấy những cái chặng đường đã qua thì nó có nhiều tuyệt vọng mang đến rồi nhưng mà chúng ta vẫn còn gieo những cái niềm hy vọng mới đúng không ạ nếu như mà cái cách mà chúng ta phục hồi thiên nhiên ở trong nước bây giờ ấy để làm sao mà nó trở lại nguyên trạng thì có vẻ là hơi lâu nhưng mà nó cũng trả lại những cái màu xanh của rừng hay là màu xanh của biển cuộc sống môi trường trong lành chẳng hạn thì chúng ta cần phải có những cái bước thực hiện triển khai như thế nào so với những kinh nghiệm của các quốc gia mà anh đã đi qua nếu như chúng ta thật sự bảo vệ thực tâm thì được ngay. Tôi ví dụ tàn sát hoang thú ở Việt Nam. Tôi đóng vai là một người mua hổ về nấu cao. Tôi có thể gọi người ta mang con hổ đến tận nhà. Bây giờ đấy ạ. Tôi cược tiền người ta có thể cho thăm chuồng nuôi hổ ở Việt Nam trái phép. Thế tại sao cảnh sát không bắt được? Một người dân bình thường có thể vào cuộc là sao cảnh sát không bắt được? Có gì vướng không? Có ai bảo kê không? Có sự bất lực nào không? Bất lực thiếu lực thì chúng ta cho lực bảo kê thì chúng ta tiêu diệt bảo kê tôi có đóng giả đi mua gỗ về xây nhà là mua được gỗ và tất cả những hành vi đấy đều bắt được đều bắt đi tù được và xử ra tòa được thế mà kiểm lâm bảo không bắt được thì tôi không tin người dân không tin mà người dân thấy người ta phá được cũng phá tôi cũng phá thế thì đấy là một điều cực kỳ tai hại à, tôi nhớ rằng khi thủ tướng à, Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu rằng bằng mọi cách phải bảo vệ lá phổi xanh rừng tự nhiên của tây nguyên bằng mọi cách và tung C49 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường vào Tây Nguyên Bắt hết Biên phòng cũng bị xử lý Bảo kê bị xử lý hết Công an cũng bị xử lý Chính bộ công an vào bắt công an trong đấy Và vào xử lý các đồng chí công an bảo kê trong đấy Thì làm được hết mà Chúng ta phải nhìn thẳng vào vấn đề Và quy trách nhiệm Và sẵn sàng xử lý những người không làm Để làm gương Thì mới làm được Vâng như vừa rồi anh cũng chia sẻ là chỉ cần chúng ta quyết tâm và minh bạch thì chúng ta sẽ làm được đúng không ạ? Ở một cái góc độ về đời sống khác nó bao trùm hơn đó là cái việc mà chúng ta sẽ trả giá trước cái sự nổi giận của thiên nhiên thì cá nhân anh thì anh có bao giờ thử hình dung ra cái sự trả giá của đời sống con người khi mà thiên nhiên nổi giận không tôi trả phải hình dung gì cả tôi là người chứng kiến từ đầu tất nhiên là tôi không thể chứng kiến nhiều như những người lớn tuổi được nhưng 20 năm qua tôi chứng kiến ở Việt Nam tôi thật sự tôi có thể ngồi khóc thật sự khóc theo đúng nghĩa đấy không diễn không ai quay phim đâu những người mẹ một lúc ngồi như thế này hai tay đặt lên hai cái quan tài màu đỏ và kiên quyết giữ không cho người ta đem đi trôi những bản làng bị trôi trong tích tắc mấy chục người trôi mất có những người chỉ tìm thấy một cái hàm răng vàng hàm răng có cái răng bịt vàng để chứng minh rằng người đấy có người có mái tóc dài chứng minh rằng trong 20 người chết có một nữ thì chính tỏ mái tóc dài là người đấy và đem trôi chỉ có một miếng đấy thiên nhiên tại sao nổi giận như vậy mà tại sao chỉ nổi giận ở những vùng mà rừng bị tàn phá bởi vì đơn giản thôi rừng thì bảo vệ rừng thì giữ nước rừng thì bảo vệ dòng suối đầu nguồn à, rừng thì cho con người nương náu cuối cùng người ta chặt rừng nước lũ bản thân nó đã lớn rồi nhưng nước lũ mà có những cây gỗ lớn ở trong ấy, thì nó tạo thành một sức mạnh kinh thiên thì nó tàn phá hết cả những nhà nhà ba bốn tầng trên đường đi của nó và thiên nhiên trả lại tất cả những sự bội bạc của con người và cuối cùng núi không được bảo vệ nữa núi nứt bửa ra người ta cứ vào rừng người ta sống như thổ phỉ trong rừng người ta dùng ma túy người ta tham nhũng người ta đút lót người ta vác gỗ và người ta chết ở trong rừng và người ta nghiện hút ở trong rừng và về người ta tha hóa từ trong rừng người ta bảo ăn của rừng rưng rưng nước mắt là như vậy thì chúng tôi, tôi tôi chứng kiến hết 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 và tôi chỉ ước mơ người ta trở lại cái thời người ta sống lành lẽ với rừng các dân tộc ấy, hàng năm làm lễ cúng rừng là người ta ra quỳ gối trước rừng lại bốn phương tám hướng và lại rừng xin thần rừng đừng đổ mưa lũ về ngăn cho nắng không vào đầu tôi đúng không ạ để cho nguồn nước được giữ thì chúng tôi uống thật ra cái chuyện đấy người ta cầu cứu như thật ra là rừng có vai trò đúng như thế thật bạn giữ được rừng thì nhà bạn cũng bình yên còn một cái lý luận nữa là ai cũng muốn chặt rừng chặt thiên nhiên về phục vụ mình nhưng cuối cùng thì cái việc mà rừng không che chở nữa là giết người khác đâu có giết mình giết ở vùng cao đâu, đâu có giết hà nội ai nghĩ như vậy thì cuối cùng ai cũng mất hết tức là chúng ta sống trong một xã hội đan xen nhau và ảnh hưởng đến nhau người ích kỷ chắc chắn sẽ bị răng lên những cái bẫy xấu xa và chính họ sẽ vướng vào đó Đấy là điều tôi cực kỳ thấm thiế Tôi đã phỏng vấn những luật sư, những công an Và những hiệp sĩ đường phố Và tại sao anh đem chính tính mạng của mình ra Để vì cộng đồng mà anh không được cái gì cả Bảo không, tôi bảo vệ chính tôi đấy chứ Tôi bảo vệ cộng đồng chính là bảo vệ tôi Vì tôi là một thành viên trong đó Tôi không phải là nhà đạo đức để nói những điều xa xôi Mà nếu như tôi không ngăn tội phạm Thì tội phạm nó liệu nó có chừa con tôi ra không Thì chúng ta vì cộng đồng chính là vì ta anh Tilo là một người giám đốc trung tâm cứu hộ thú linh trưởng lớn nhất của Đông Nam Á, đóng tại Quốc Phương. Những con vọc rất đẹp bạn nhìn thấy đấy. Thế tôi có viết về anh thế này. Cuộc đời anh từ lúc còn thanh niên như tôi mà bây giờ thành một ông 80 tuổi cống hiến cho Việt Nam. Thế suốt thời gian đấy, ông có mang một con thú nào về nhà để, để, ăn không? Nhà ông ở Đức. Ông có mang một cây gỗ nào về nhà để xây nhà không? Thế ông làm vì cái gì? Ông không lấy lương của chính phủ Việt Nam mà. Ông làm vì cái gì? ông làm vì ông muốn bảo vệ thiên nhiên hoang dã và cuộc sống đẹp tươi cho trái đất này và trái đất này là một mái nhà chung tất cả những người tình nguyện đến việt nam làm hoặc là tôi tình nguyện vì cộng đồng một phần nào đó chứ tôi tác nghiệp tôi không ăn lương ở nhà nước không phải không nhưng tình nguyện đấy là sự tình nguyện về chính tôi vì chính tôi và vì chính những giá trị chung nếu như bạn không nhân ái với thiên nhiên thì bạn không nhân ái được với con người và không nhân ái được với cha mẹ hay con cái bạn trong tất cả các loài đi ra từ rừng chỉ có con người là quay lại tàn sát rừng ác nhất Bạn tìm được một loài nào tàn sát rừng nữa không? Con hổ nó ác như thế, nó chưa bao giờ chặt một cái cây nào cả Con rắn độc như thế, nó chưa cắn chết một cái cây nào cả Cái việc mà dạy con ấy, thì tôi nghĩ rằng mình phải dạy bằng hành động Tôi được giải cống hiến do các cái tổ chức quốc tế và đại sứ quán Mỹ trao Một cái giải lớn nhất của tôi đến bây giờ Một cái giải cống hiến Và tôi được mời diễn thuyết ở trong Hoàng Thành Thăng Long Thì tôi có làm một việc Là mời con tôi đi và cầm máy quay quay lại cảnh bố đang nói có ai quay tôi đâu người ta quen người ta phát, người ta cho tôi đâu. Thế con bảo để làm gì? Thế mà rồi nó thấm. Và rồi xin đi làm, đi học, học cái nghề bảo vệ môi trường. Thế tôi tôi thấy rất là mừng, bởi vì gặp cái lễ vinh danh những người vì thiên nhiên hoang dã Việt Nam. Và tự nhiên nó ngấm vào. Tôi luôn có cách là tôi rất hay xem Discovery, xem các cái chương trình về động vật hoang dã, các cái chuyến dã ngoại. Tôi lúc nào cũng có lều ở trong nhà, à, lều ở trên xe và bảo con là cố gắng ra với thiên nhiên càng nhiều càng tốt. Chúng tôi vẫn đi cắm trại và tôi vẫn bảo rằng trong vòng 5 phút hai cậu làm nào làm cắm được cho bố cái trại và bố sẽ nấu mì tôm bố con mình ăn với nhau trong rừng và sống thật sự với thiên nhiên tất cả thế giới này họ đều sống như vậy bạn đi các cái đô thị đại đô thị lớn nhất thế giới như moscow hay là 35 triệu dân của nhật bản hay là mỹ cuối tuần thì là cái ngày nghỉ thứ sáu hoặc thứ bảy là đường ra khỏi thành phố tắc cứ nghỉ là họ tràn ra các cánh rừng tràn ra thiên nhiên có những dân tộc xe nào cũng là xe súp hoặc là xe bán tải và cái cốp nào cũng mở trong cuối tuần và ra kéo ra một cái là lều là bạt là câu cá là thiên nhiên thế là họ giáo dục cái kỹ năng bảo vệ thiên nhiên môi trường ở kỹ năng sống hòa mình với thiên nhiên đấy chính là sức khỏe đấy chính là kỹ năng sống và tôi rất muốn truyền cái cảm hứng đấy cho giới trẻ không phải ai cũng có thể đi nhiều nước trên thế giới nhưng có lẽ cần phải xem các cái quyển sách các cái chương trình mà xem họ sống hạnh phúc với thiên nhiên như thế nào để cảm nhận chứ hô hào thì người ta không nghe đâu phải cho người ta thấm được. Và thấm được thì lúc đấy được truyền cảm hứng mà người ta sẽ sống bằng máu thịt của mình. Và cống hiến bằng máu thịt của mình. Thì cái điều đó là cực kỳ quan trọng. Và chúng ta phải có một cái hệ thống uh, truyền thông và hệ thống giáo dục kỹ năng sống. Khi mà bạn vào rừng, ấy, tự nhiên bạn sống nội tâm hơn. Và đặc biệt là cái vẻ đẹp của thiên nhiên, ấy, nó làm cho bạn yêu cuộc sống hơn bao giờ hết. Bạn có tin là tôi làm nhà trên cây không? Làm nhà tròn như quả địa cầu, sống ở trên cây. Cả xóm gọi tôi là khỉ. Mà. Tôi ngồi thiền ở trên cây, viết bài ở trên cây Trên cây cũng có internet, có điện bình thường mà Mình thật sự, mình thấy hạnh phúc Chúng ta có thể truyền cảm hứng cho người khác cái tình yêu thiên nhiên Rõ ràng bạn thích vào một cái phòng đầy cây hơn là cái phòng không có cây đúng không ạ? Có lẽ mỗi một người phải tự đào sâu suy nghĩ Làm sao để mình bảo vệ được thiên nhiên ở góc độ hoạt động và địa vị của mình Cũng như có một cái cuộc sống hòa đồng nhất trong mỗi một cái cương vị của mình Mỗi một cái hoạt động sống của mình, mình nên ưu tiên cái việc đó Nó là một lựa chọn sống chứ không phải là câu chuyện về kinh tế thu nhập tôi nghĩ rằng đó là một cái kết hợp lý nhất cho câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay bởi vì là anh đã nói rằng là nếu như nói đến đây thì nó sẽ trôi đi thôi mà điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải có một hệ thống giáo dục hệ thống truyền thông bài bản ngay từ bây giờ để giáo dục thế hệ trẻ làm sao có tình yêu thiên nhiên bởi vì không phải ngẫu nhiên trong ngày đầu tiên của năm mới mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị khán giả À, những câu chuyện về các chuyến đi của nhà báo Đỗ Tất Hoàng, à, những câu chuyện à, gọi là truyền cảm hứng về tình yêu thiên nhiên, mà bởi vì chúng ta vẫn thường có câu nói rằng là mùa xuân là mùa khởi đầu à, của một năm mới và mùa khởi đầu của một hành trình mới của tình yêu và mẹ thiên nhiên là người mẹ của tất cả, dung dưỡng trong đó tình yêu và sự sống của con người và nếu như bạn nhân ái với thiên nhiên có nghĩa là bạn nhân ái với chính sự sống của mình và cộng đồng xung quanh và nhân dịp năm mới xin cảm ơn nhà báo Đỗ Tôn Hoàng đã dành cho chúng tôi một cuộc trò chuyện thực sự có ý nghĩa và xin chúc anh sẽ tiếp tục có sức khỏe và có những chuyến đi và có những bài viết về thiên nhiên hoang dã về công tác bảo tồn thiên nhiên của các vùng mà anh đến để chia sẻ với công chúng Việt Nam và chúng tôi sẽ hy vọng được tiếp tục gặp anh trong chương trình góc nhìn trên VTC1. Cảm ơn bạn cảm ơn mọi người